nhà hôm nay Hồng ơi khai trương thẩm mỹ, phun xong thẩm mỹ Hồng ơi nha cả nhà. Dạ. Đây chị gửi Út tiền uống cà phê. Trời ơi, gửi cho ba, gửi cho ba thằng hả? À. Dạ. Dạ Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại Tài đang có mặt số 133 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận. Shop của chị Hồng ơi anh sang cả nhà. Đó, hôm nay thì khai trương Hồng ơi phun xăm thẩm mỹ. Đó, cô chú anh chị. Mấy em quay YouTube anh cứ làm tự nhiên ha. Không có gì đâu, đừng có bỡ ngỡ. Đó. À, cô chú anh chị ơi, hiện tại thì shop ở phía bên trong rất là nhiều khách hay cả nhà. Chào chị. Vậy là có hình như là có má tư tới nữa cả nhà. Dạ em chào chị. Gọi em hả chị? Dạ ba thằng. Ba thằng luôn hả? Dạ. Đây chị gửi Út tiền uống phê. Trời ơi, gửi cho ba thằng. Gửi cho ba thằng hả? À. Dạ. Em cảm ơn chị. Chị ở đâu chị? Ba thằng lắm. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Hôm nay mình tới đây mình xăm hả chị? Đúng rồi. Xăm mày xăm môi luôn hả? Dạ. Ôi cả nhà ơi. À, chị nói là gửi riêng cho ba thằng em 1 triệu. Bởi vì vì thương ba thằng. Thằng là ba thằng Tài, thằng Nhân và thằng Miên. Thằng Miên. Đó, hôm nay Tài đại diện nhận cảm ơn chị rất là nhiều. Không biết chị là ai. Bây giờ làm sao mà quay được bên trong ta? Đây. À, cô chú anh chị ơi. Hiện tại thì bên trong đang nhận khách hay cả nhà, rất là đông hả quý cô chú anh chị. Khán giả cũng như là khách hàng của chị Hồng Ơ đang ngồi đợi cả nhà. Đó, có khán giả đã lên trên rồi nè. Trang thiết bị rất hiện đại ha quý cô chú anh chị. Đây anh Sang nè, đúng rồi chú anh chị. Rất là nhiều khán giả luôn. Chào cả nhà, hôm nay Hồng ơi khai trương thẩm mỹ, phun xong thẩm mỹ Hồng ơi nha cả nhà. Mong cả nhà đến ủng hộ vợ chồng em nha. Địa chỉ là 133 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận. Và em nhắc lại là chân mày mình làm có hai khung giá. Một khung giá là 1,6 triệu giảm còn 800k. Một khung giá là 2,8 triệu giảm còn 1,4 triệu. Môi là 3 triệu giảm còn 1,5 triệu. Cả nhà đăng ký ngày hôm nay sẽ nhận lịch nha cả nhà ơi. Số điện thoại đi chị. Số điện thoại của Hồng Phan Hồng ơi là 093 709 5030. Số Zalo là 0967878549 nha cả nhà yêu mình nha. Rồi, em cảm ơn chị Hồng ơi nha. Em cũng đại diện cho tất cả mọi người chúc cho. Dạ. Rồi shop. Rồi để em nói nha, để cả nhà nó là cái giá mức giá là hô là 1,6 triệu giảm hơn 800k mà sao vô làm thành 1,4 triệu. Thì em xin nhắc lại bên em có hai mức giá nha cả nhà. Một mức giá là chân mày mình chưa từng làm được, gọi chân mày không nguyên si đó, mà mình tới là công nghệ phun nano tạo hạt thì mới giá là 800k. Còn mình thiêu hay là mình đi khắc ơ gì đó thì nó phải là 2,8 triệu giảm còn 1,4 triệu. Hoặc là chân mày mình đã làm rồi phải xóa sửa xử lý các loại mực ơ các cái thì là 2,8 triệu giảm còn 1,4 triệu. Để cả nhà không hiểu và cả nhà nói ủa sao Hồng ơ nó có 800k mình rời nó 1,4 triệu thì cũng có nhiều chuyện thắc mắc ơ như vậy thì đây Hồng ơ nó luôn. Đó là khi mà cái giá xóa sửa đó thì em bao cả nhà là không phát sinh chi phí tiền bất cứ gì cả, là bao trọn gói cho cả nhà mình luôn, bên em là không phát sinh bất cứ gì hết. Dạ. Đó. Rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ, chúc chị khai trương hồng phát nha. Dạ, em cảm ơn cả nhà. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Cả nhà mà làm đẹp thì mình cầm em bên dưới nha. Hiện tại đang giảm 50% tất cả các dịch vụ. Trong tháng đầu hả chị? Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 22 tháng 4 năm 2024. Dạ, rồi, em cảm ơn chị. Đó cô chú anh chị ơi, thì chị Hồng ơ cũng mới vừa thông tin chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình nghe những cái mức giá và cũng như là chương trình khuyến mãi trong tháng đầu khi shop Hồng ơ phun xăm thẩm mỹ ở số 133 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận. Em xin chia sẻ lại số điện thoại trên màn hình ha, 0937 095030. Đó là số điện thoại cô chú anh chị mình có thể điện thoại để đặt lịch hẹn ha cả nhà.
và có nhiều cái mức giá khung xăm môi, xăm môi, xăm chân mày đó cả nhà. Và cũng như là có chương trình là xóa xăm, xóa rồi làm lại hay chỉnh sửa gì đó, thì nó có nhiều cái chương trình nữa. Thì cô chú anh chị mình cứ đến trực tiếp tại số 133 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận. Nó nằm ngay cái góc đường Cù Lao với lại đường Phan Xích Long nè cả nhà. Hoặc là cô chú anh chị mình đi đường Trường Sa, shop Bun Bun đi vào cũng được. Nói chung là ở đây á là thoáng mát, sạch sẽ. Và bên cạnh đó thì cô chú anh chị mình cũng biết là có nhiều cái đường vào lắm. Địa chỉ đúng á là 133 phường 2 quận Phú Nhuận ha. 133 đường Cù Lao. Đây là shop Hồng Ơ nè cả nhà. Thiêu sợi, có nhận đào tạo học viên luôn ha, phun xăm thẩm mỹ nè, điêu khắc chân mày nam và nữ luôn ha. Bây giờ là phải người ta phải nói là ăn không phải là để no mà lại còn để lo cho sức khỏe nữa cô chú anh chị. Sau khi chúng ta là đã có sức khỏe rồi thì chúng ta cần phải làm đẹp để đối diện với lại đối tác cũng như là công việc của chúng ta được hanh thông thuận lợi hơn. Khi mà xăm chân mày đó thì sẽ được cái gương mặt của ta được dễ nhìn hơn, chỉnh chu hơn, sáng đẹp hơn. Ở đây xăm chân mày thì có nhiều loại ha, có thể là sửa, chỉnh sửa, chân mày đã xăm rồi, chân mày chưa xăm, môi cũng vậy ha quý cô chú anh chị. Có nhiều giá thì chị Hồng Ơ cũng đã có chia sẻ rồi. Cô chú anh chị mình yêu thương anh Sang nè, anh Sang Sòn đó, chị Hồng Ơ thì hai anh chị phải nói là luôn luôn yêu thương chị Hồng Loan và kề vai sát cánh bên cạnh chị Hồng Loan trong những lúc khó khăn nhất. Thì hôm nay thì hai anh chị đã lên thành phố Hồ Chí Minh và cũng có mở một cái shop nho nhỏ để làm thẩm mỹ hay cả nhà. Cả nhà cứ yên tâm, thì bên shop chị Hồng Ơ đó làm rất là chỉnh chu, chu đáo và cũng như là nhiệt tình, rất là kỹ nha cả nhà. Qua cái chân mày của anh Sang đó là chính tay chị Hồng Ơ đã làm đó cô chú anh chị. Em thấy rất là đẹp, rất là đẹp luôn ha. Chắc trong tương lai thì em sẽ vào đó em xăm quá cả nhà, tại vì chân mày của em nó có chân mày nhưng mà nó không có cái phần đuôi, và cũng như là đôi lúc thì có những lúc gọi là có những cái khúc gọi là nó bị gãy khúc đó cả nhà. Nó bị gãy, nó không có đều, thì mình xăm lại cho nó đều ha cả nhà, cho nó có gọi là có chân mày và nó có cái phần đuôi của chân mày nó, để cho nó đẹp hơn, cho cái mặt của mình nó dễ nhìn hơn. Còn nam thì không cần phải xăm môi đâu, nam thì không ai xăm môi, người ta chỉ khử thâm thôi cả nhà. Giống như khán giả nam mà có hút thuốc đó thì ta khử thâm, đừng cho môi nó đen. Còn trường hợp mà mình môi mình không có đen thì mình làm cho nó hồng hào lên xíu thôi, cho nó tươi tắn một xíu, gương mặt của mình nó sáng láng một xíu đó. Cô chú anh chị mình tới shop Hồng Ơ, số 133 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận nè. Xăm làm mày nè, làm môi nè, cho nó đẹp xong ha. Rồi chúng ta bắt đầu qua shop Renkin, quận 12, ở đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, của shop của chị Hồng Loan đó. Thì chúng ta chọn những sản phẩm như kem chống nắng nè, sữa rửa mặt nè, sữa tắm body nè, những sản phẩm làm trắng, làm đẹp, làm mờ nám, tàn nhang rồi đó. Thì sẽ giúp cho da của mình nó sẽ căng bóng mịn màng hơn nó ha cả nhà. Và những cái sản phẩm như là khử mùi như hắt trong nôi nè, nó chị Hồng Loan có bán những cái tiếp cái chai lăng đó chị, những cái bệnh hắt trong nôi rất là tốt ha cả nhà, chiết xuất từ thiên nhiên luôn đó. Thì phải nói là mấy anh chị mở ra những cái chuỗi làm đẹp bảo vệ sức khỏe mà nó có liên kết với nhau, có liên kết với nhau thật sự rất là chặt chẽ ha. Sau khi nào mình ăn thì tới shop của chị Hồng Loan ở số 5 Đoàn Thị Điểm ha. Mình làm đẹp thì tới shop chỗ chị Hồng Ơ ở số 133 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận. Sau khi làm đẹp xong rồi bắt đầu mình làm đẹp da, mình làm đẹp chân mày xong rồi mình làm đẹp môi xong rồi mình làm đẹp da thì tới số 1022 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để chọn những sản phẩm từ thiên nhiên organic ha. Rồi sau đó thì mình đi chơi, đi tiệc, đi sinh nhật, mình cần những cái túi xách, những cái ví, những cái cặp, những cái dây thắt lưng, những cái cọng dây đeo đồng hồ, ví dụ vậy, chiết xuất làm từ da cá sấu nè, da trăng nè, da đà điểu nè. Thì cô chú anh chị mình đến số 506 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để mua ha, shop Bun Bun ha cả nhà. Phải nói là có một cái sự liên thông mật thiết và chặt chẽ với nhau, mấy anh chị yêu thương phải nói là làm ở cả nhà thì có những sự liên thông và gắn kết với nhau rất là quý ha quý cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì em cũng cảm ơn một chị khán giả, lúc nãy thì không có hỏi tên thì chị cũng không có chia sẻ. Nói chung là chị yêu thương tài nhân cũng như là tên Ba Miền đã có gửi tặng cho anh em 1.000.000 đồng để coi như là đổ xăng xe cộ tất cả các thứ cả nhà. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị nhiều sức khỏe ha, gia đình gia đạo được bình an, mà cũng như là đến ủng hộ chị Hồng Ơ trong ngày hôm nay thì phải nói là rất là quý. Ngày hôm nay thì cô chú anh chị mình
cứ đăng ký kênh, like và theo dõi Tài nha. Tài sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất tại chị Hồng Loan, tại shop chị Hồng Loan cũng như là shop chị Hồng ơi, hay cả nhà chạy qua chạy lại liên tục để có những cái video hay và những có những thước phim gọi là thực tế nhất gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Trước khi kết thúc video thì em muốn chúc cả nhà mình, chúc cô chú anh chị và các bạn mình được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.